Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại channel có thứ 97, mình có thứ 97. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại một clip đập găng. Hôm nay thì mình sẽ đập cái găng vàng Zelo của mình lên 7 sao luôn cho anh em bất ngờ chơi này. Từ 4 sao lên 7 sao, hãy xem coi thể hiện đây anh em ơi. Ha 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 ha. Chào mừng 100k sub đập găng vàng lên 7 sao luôn. Đùa chứ, hôm nay mình chỉ đập 2 tỷ vàng thôi. 2 tỷ vàng nó lên được nhiều thì lên à, không có ngán, không có xoắn. Hôm nay đập là phủ phê căn nhà bà đê nhá, ok anh em. Được rồi, ok, hôm nay thì nói chung đập hết 2 tỷ vàng thì nghỉ vậy thôi. Lên bao nhiêu thì lên. Chơi luôn lên 7 sao cho anh em xem này. Kể cả lên 6 sao rồi vẫn còn dư vàng, mình vẫn đập tiếp, đập chừng nào lên 7 sao thì thôi. Đó, còn nếu như mà đập mà chưa lên 5 sao mà nó hết mất 2 tỷ vàng này thì thôi, ngừng vẫn ngừng lại. Đấy, không oan ức gì cả, đập đúng 2 tỷ vàng lên được nhiêu thì lên. Đó, cái trò chơi nó đặt ra là như vậy anh em ạ. Được rồi, chúng ta cùng nhau quẩy nào. Chào mừng 100k subscribe. Rất đáng tiếc là 103k đấy chứ không nghĩ đâu. Ok, ép sao trang bị nè. Vô vô, mệt vô. Có ô đặt sao, chọn sao valet và nâng cấp không phải là ô này. Trời ơi, mình ít ép đồ quá cũng không biết luôn mới ghê chứ. Ngại ghê cơ. Pha lê hóa trang bị, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Anh em vô vô, mãi vô, mãi vô. Nào nào, hơi run đấy nhưng mà không sao. Đã có money, đã có money. Lên nè, Umbala lên, lên, lên anh em ơi. Lên nào, một hit một, lên nào. Úi dồi ôi, không sao. Mọi thứ mới chỉ mới là hit đầu thôi mà. Mọi thứ vẫn còn 1 tỷ 940 triệu. Không phải xoắn, không phải xoắn. Mình rất ghét ở một cái khu đông người, có nhiều người dòm ngó qua lại. Mình phải kiếm một khu nào đó ít người. Tuy nhiên thì tụi này nó dí theo đông quá đi. Được rồi, xem lên này. Mình nói thật, lên là lên, 3%. Lên là lên, lên. Lên anh em ơi, lên rồi, lên nào, lên nào, lên nóc nào. Có vẻ như không ổn rồi. Chúng ta sẽ đến với lại trận đấu thứ 3 giữa găng vàng Zelot và mù phù thủy. Liệu ai sẽ là người giành chiến thắng? Tỷ lệ giành chiến thắng của găng vàng Zelot là 3% và 60 cho vàng. Ai sẽ là người giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay? Chúng ta sẽ biết sau vài giây. Ai sẽ là người đẹp nhất đêm nay đây? Chưa lên anh em ơi. Mọi thứ vẫn cứ bình tĩnh, chưa việc gì phải vào đâu cả. Chúng ta cùng nhau chúc mừng găng vàng Zelot lên 5 sao nào. Không được rồi, mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát rồi. Lên 5 sao đi, lên đi, lên nào, lên nóc nhà nào, lên đi, lên đi, là lên đi. Chưa lên, chưa lên, là chưa lên. 1 tỷ 7 nữa mà, mọi người cứ thoải mái, cứ dần thôi. Mọi người cứ phải, nào nào, lên nào, lên nào. Úi dồi ôi, mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát anh em ạ. Không được, không được, không được, từ từ cái nào. Lại cái nào, không phải xoắn, đọc ký lại cái nào. Chưa gì đã mất hết 400 triệu rồi, sức đánh 12, 5 sao valet à. Khó khăn thế, từ từ đã. Ừ, cho, ờ không được, cho thì nó lẻ vàng, làm sao mà đập được. Cho thì nó lẻ vàng mất, không được, không được, không được. Cái gì chứ, cái này vi phạm vào điều à. Lên, 5 ngọc là lên. Bà ơi, không dám nhìn, không nhìn, không nhìn, không nhìn. Lên chưa cả bà con, lên chưa, lên chưa, lên chưa, có chưa nhìn á. Ôi dồi ôi, không ổn rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Lên nè, lên nè. Lên đi, lên đi, lên đi, lên đi nào, lên đi nào. 3% cũng phải lên rồi. Không được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tới với lại 5 ngọc tiếp theo và 60 triệu vàng tiếp theo. Trận đấu giữa găng vàng Zelot và bà Hạt Mít vẫn đang diễn ra. Umbala, Umbala. Xem phim tí anh em ạ, xem phim tí. Ôi dồi ôi, phê rồi, phê rồi, phê rồi. Lên là lên, là lên, nóc nhà. Lên nóc nhà là bắt con gà. Bắt con gà là thịt con gà. Thịt con gà là... Ôi, không ổn, không ổn, không không ổn. Nè, 60 triệu vàng này, 60 triệu vàng rất chi là may mắn. Tại do nó nằm giữa mốc 1 tỷ 460 triệu và 60 triệu. Chuẩn bị, chúng ta cùng nhau chờ đón găng vàng Zelot lên 5 sao valet. Chúng ta cùng nhau chúc mừng nào. Chuẩn bị chúc mừng, là chúc mừng nào. Chúc mừng thôi. Không được rồi, 3% tỷ lệ nó rất chi là ít. Lại cái nào, đổi khu khác, khu này vẫn còn rất chi là đông người. Mình sẽ kiếm một khu ít người hơn. Không có khu nào ít người hơn ạ. Khu 77 này chỉ có 4 người thôi. Mình qua nó là 5 người. 5 người đập lên 5 sao valet. Ui dồi ôi, chuẩn bài thôi. Lẹ 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 lẹ. Lẹ lên làm lẹ, làm lẹ, làm lẹ, làm làm lẹ, làm lẹ, làm làm lẹ, làm lẹ, làm làm lẹ. La 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 la. La 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 la. Lên là lên, là lên, là lên, lên. Ui dồi ôi. Ôi trời ơi, ăn trộm kìa. Má nó lẻ vàng hết rồi. Trời ơi, lẻ vàng hết rồi. Để xem tí nó có gì bán vô shop không.
bị lẻ vàng nữa rồi anh em ơi. Vãi cả trường, cái thằng ăn trộm, ăn trộm quỷ quái mà cha mày không biết thằng ăn trộm tới đây có hên hiệp gì không. Nó ăn trộm mất của mình mớ vàng, mất ngàn vàng rồi. Rồi mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát thật anh em ạ. Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi là không ổn rồi. Mình sẽ mở một phó bản khác, mình sẽ mở một phó bản khác nha anh em. Ui dồi ôi, anh em từ từ đã, bình tĩnh. Anh em cứ bình tĩnh, mình sẽ mở một phó bản khác. Đây, có mặt tại thị trường đây rồi. Nhất định lần giờ là phải lên chứ đâu có phải là đùa được. Cái chuyện này là không thể nào mà đùa được với chúng tôi được. Cái chuyện này không thể nào mà ngăn cản chúng tôi tới với lại 5 sao, tới với lại 7 sao được. Cái câu chuyện này là một câu chuyện phải nói rằng hết sức là bình thường. Tôi là tôi phải lên 5 sao ngay bây giờ đây. Lên là lên này. Nói lên được là nói, làm được là lên được là làm được chứ. Làm được là lên được. Lên nào. Come on nào. Lên nào. Lên đi. Úi dồi ôi, chúc bạn may mắn. Lần sau cái câu nói phải nói rằng khá là quen thuộc. Quá quen thuộc chứ không phải là quá quen thuộc nữa. Lên nè, xem mình nói lên là lên nè. Lên 7 sao luôn đi. Lên đi. Úi dồi ôi, thôi được rồi, cầu mong lên 5 sao cái đã. Bà ơi, bà cho con lên 5 sao cái đi bà ơi. Bà ơi, bà hạt mít ơi. Bà ơi, mọi thứ không ổn rồi. Như khu này phải nói rằng mình qua khu đông nhất thử coi nào. Khu đông nhất cho bọn nó dịch chuyển không vào được. Thử coi nào. Như thế nào? Nó có hấp dẫn hơn không? Nào, đập găng vàng dê lốt lên 5 sao cú này, cú lên 5 sao này. Mình nói thật đấy, mình không nói đùa đâu. Mình có bao giờ mình nói đùa đâu. Nhưng mà cú này đùa thật rồi. Mình nói đùa thật là đùa thật mà. Tùy lúc đùa, tùy lúc chơi, tùy lúc nhời thôi chứ. Lên là lên, là lên nóc nhà. Lên nóc nhà là bắt con gà nào, bắt. Không được rồi, 1 tỷ vàng ra đi. Cú này lên. Lên nào, lên đi. Thằng cha mày có lên không? Không được, không lên là không lên này. Không lên là không lên luôn. Không lên luôn là lên luôn lên. Lên luôn lên là không lên luôn. Đấy, cú 77 hai người này. Xuống đây thử coi nào. Bỏ sao pha lê vào nâng cấp, từ từ đã bật check lên thử coi nào. Bật check lên thử coi nó có may mắn hay không nhá. Cái check này là nó là một phần mềm hỗ trợ máy tính thôi, hỗ trợ phần mềm game thôi chứ không có mất ạc gì hết nha anh em. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bỏ găng vào. Để coi nào. Bỏ giày vào, lấy ra, bỏ găng vào. Bỏ áo vào, lấy ra, bỏ găng vào. Ấn vào, lấy ra, bỏ găng vào. Lấy ra, bỏ găng vào. Nâng cấp, work, lên, lên nào. Rồi ôi, lên nè, 2 tỷ vàng. Rồi ôi, người ta đập hết tỷ vàng lên 5 sao rồi. Lại cái nào, test thử cái quần thử cái nào. Quần này thì cũng 300 à. Test thử quần hit thôi, một hit cái quần thôi. Ây, trời ơi, cái quần lên 5 sao. Vãi nồi. Trời ạ, à, ôi trời ơi, cạn lời, quỳ luôn rồi. Trời ơi, thử một hit cái quần thôi mà. Ha ơi, lại trời ơi là lại trời ơi. Lại trời ơi là lại trời ơi rồi. Cạn lời luôn rồi, cái quần lên 5 sao mới cạn lời chứ. Ôi ôi, bó tay luôn. Ôi ôi, cạn lời, người ta cái này người ta gọi là cạn lời đúng không bà con? Lên không? Rồi ôi, giờ cái găng chịu họa rồi. Giờ cái găng chịu họa này bà con ạ. Ôi ôi, cái quần này lên 5 sao mới ghê chứ. Cạn lời. Đập nuôi ong tay áo thật rồi, lên nào. Lên không? Lên không? Đập cái quần thêm phát nữa đi, lỡ rồi chơi luôn đi. Lên không? Không được rồi, ôi, bỏ chơi lại cái găng đi. À, cạn lời luôn, đang chơi cái găng nó lên cái quần mới ghê chứ. Cạn lời, cái này người ta gọi là cạn lời từ cái thuộc địa này này. Giờ hai món lên 4 sao thì ngon, nếu 2 tỷ vàng hai món lên 4 sao thì ngon. Có lên không đây, có lên không? Đáng cay mày lắm đây. Đáng cay mày đây, tự nhiên lên cái quần mới ghê chứ. Đúng là cạn lời thật rồi. Không thể nào mà diễn tả được, đập cái găng lên cái quần. À, đúng là bá đạo cành gạo thật chứ. Hai hit nữa, đúng là mình cũng cạn lời luôn rồi. À, đập cái găng mà nó lên cái quần lên 5 sao. Đang đập cái găng ngon lành, nó lên cái quần lên 5 sao thì No mô tịch, no diễn tả này. Cạn lời, hết sức phải nói rằng một câu, một từ nhẹ nhàng đó là cạn lời. Ngoài hai từ cạn lời không biết nói gì hơn cả. Thôi work note cái găng đi, hai phát cuối cùng đi. Đúng là đáng đập cái găng mà nó lên cái quần. Mình thử lấy cái quần vào để nhử cái găng thôi. Ai ngờ một hit thôi, nhử một hit thôi, ai ngờ nó lên luôn mới ghê chứ. Cạn lời hết sức là không thể nào mà nói thêm được lời nào nữa rồi. Cạn lời hai hit nữa thôi. Mọi thứ phải bình tĩnh, hai hit nữa thôi. Không thể nào mà nói được nữa, cái câu nào mà nó thêm hay hơn nữa.
cái quần năng 4 sao đập lên 5 sao. Trời ạ. Trời đủ. Vãi trường thật. Trời ơi, em chỉ qua lại em đập cái găng vàng dễ lốt lên 5 sao mà sao vì sao nó lại lên cái quần, đem cái quần vào nhử phát lên luôn. Găng lên này, lên, lên, lên. Ôi dồi ôi, còn một hit cuối cùng này. Hit cuối cùng này 2 tỷ vàng bay ra đi nhưng mà cái lên cái quần mới ghê chứ trời ơi. Trời ơi cạn lời rồi, 2 tỷ vàng cái quần lên 5 sao. Ăn cho đủ luôn. Giờ cái găng lên 5 sao thì cũng được, đỡ đỡ phần nào. À, đúng cạn lời rồi. Thôi tắt chít đi. Tắt chít đi bà con ơi. Không dám nhìn luôn rồi, phạt cuối cùng này, phạt cuối cùng thì nó rất là may mắn nhưng mà cái quần vì sao cái quần lại là cái quần lên 5 sao thôi, được rồi, chấn luôn cái găng vàng lên 5 sao đi. Chấn luôn, không nhìn nha anh em. Mình không nhìn lên không anh em, có lên không, mình chưa dám nhìn, có lên không. Úi dồi ôi, hỏng bê bét rồi, hỏng toe toét rồi, đời em thế là chấm dứt luôn rồi. Rời ạ, rời, trời đụ, chẳng lẽ số em là số người lên HP à các bác, vì sao cái quần nó lại lên chứ, vì sao cái quần nó lại lên HP cơ chứ, lại đen thế. Thôi được rồi, cái quần lên cũng được, không sao, nhưng mà 2 tỷ vàng lên thì hơi hơi cay đấy. 2 tỷ vàng là 2 món lên 5 sao thì được, 2 tỷ vàng mỗi quần lên 5 sao thì không hợp cho mấy. Thôi được rồi, nói chung là cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Và mình cuối cùng thì mình đạt được con số 100k sub rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Clip này là một clip mà mọi người đã nói từ lâu, đó là 100k sub anh dùng 2 tỷ vàng đập cái gì đó lên đi. Ok, thì hôm nay 100k sub thì mình cũng đập được cái, nói chung là đập lên được cái quần thần Amex lên 5 sao, đỡ ngại. Nói chung đỡ ngại thôi, cũng không có gì. Ok, bye anh em nhá.